Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video đập bát nha anh em. Video này chỉ là mở bát nha, mở những cái con hàng sáng hôm nay mình sẽ lấy được Cantona này nè và lấy được CR7 nha. Và anh em xem video mình sẽ lấy được những con hàng gì nữa nha. Tất cả sẽ là mở bát sáng nay, những con hàng được tặng trong những cái bát nha. Nói đến đây thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha. Và xem những cái video giải trí về FIFA Mobile vui nhất có thể nha nè. Bây giờ mình sẽ vào và mua cái gói Starbucks nè. Cái gói này thì tới hôm nay mình mới mua được, vì hôm qua mới phát cho ba bạn nhận thưởng rồi. Hôm nay mới đủ tiền để mua cho bản thân mình đó anh em. Thật sự rất là khổ luôn. Không biết ai có thương mình hay không. Anh em có thương thì nhớ đăng ký kênh nha. Nhớ ấn cái nút chuông bên cạnh để nhận cái thông báo mới nhất những cái video mình up lên. Đó là cái tình thương dành cho mình rồi nha anh em. Mục đích mình mua sớm cái gói Starbucks này để nhận thêm 500 cái điểm FIFA Boy nè. Mình mua thêm 500 cái FIFA Boy này để mở cái gói Premium Pass của cái mục Live Full Festival nè. Cái đó thì nó có cái giá là 2.000 FIFA Boy. Đó, mình đang có 1.700 rồi nè. Bây giờ nhận hết mấy cái móc này là đủ 2.000. Và mình sẽ quay qua mua cái gói đó nha. Theo tính toán hiện tại của những người chơi FIFA thì chỉ cần anh em mua cái gói 449.000 nè, là cái Premium Pass đó, và thêm 2.000 cái FIFA Boy này nữa, và cày đủ tất cả nhiệm vụ hàng ngày á, thì anh em có thể nhận được Luis Figo rồi đó anh em. Tính ra cái con hàng Brighton cũng không thật sự đắt đâu nha anh em, cũng rất là dễ để lấy luôn, dễ thực hiện lắm luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ mua thêm ba cái móc này nữa mới đủ. Cây thật sự 1.977 FIFA Boy. Bây giờ mình phải tốn thêm ba cái móc Starbucks bắt này nữa để lấy được cái móc 200 đó nữa nha nè. Mình sẽ lấy luôn cái móc 200 đó mới đủ 2.000 FIFA Boy và mua cái gói Premium for Festival Live nha anh em. Khá là ngon anh em, con hàng Luis Figo với cái mức giá này mình thấy khá là ngon cho những anh em có mức đầu tư thấp như mình này, kiểu như đầu tư vừa phải thôi. Đã có con hàng Brighton xịn xò rồi. Luis Figo một cánh và Ronaldinho một cánh anh em. Ok, mình sẽ nhận vội những cái móc thưởng mình cần thiết thôi nha, để làm cái video cho anh em xem, còn những cái móc bình thường kia mình sẽ để và nhận sau. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái Star Store này xem nhận được cầu thủ nào rồi. Barao, ui, con hàng nhìn cũng khá khét anh em à. Cái quả thẻ nhìn cũng khá gai góc nè. Thẻ của Starbucks thì khá gai góc nha. Barao đó vị trí LW, có scoreboard là Actus nè. Ui, chỉ số cũng khít thế nhỉ. 140 ball control. Ui, cái skill move flip flap thì chắc chắn mình sẽ không dùng rồi. Ok, bỏ qua cái con hàng này. Arojo này mình cũng sẽ nhận được. Sẽ nhận được sau vài ngày nữa nè. Lấy đủ cái móc điểm là sẽ nhận được. Còn thiếu 30 điểm. Còn gì không? À, con Mavidi này. Mavidi, những con hàng lạ thật sự anh em. Những cái con hàng này mình không quen tên và cũng không thường xuyên được xem nha. Con này đã cho Montpellier của Pháp, giải Ligue 1. Ui, con Flip Flap không để ý lắm. 1m82 nhưng mà skill move Flip Flap thì mình không để ý. Flip Flap thì nó không thật sự ấn tượng khi cho mình dùng nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào và mua cái Festival of Light Bass nè. Cái này chỉ có giá 2.000 FIFA Boy thôi anh em. Và cái phần quà thì quá là hấp dẫn luôn. Có cả một idol của mình trong cái gói này nữa. Đó là Funky Lambat nha nè. Funky Lambat Event Icon nằm trong cái gói này. 2.000 FIFA Boy thôi. Và muốn mua nhanh hơn một chút, đi nhanh hơn tới cái móc để lấy cái điểm top transfer boy ấy, thì mình phải mở thêm mỗi móc là 375 game nữa nha anh em. Cái ruby đỏ nè, mỗi móc 375, mình mua chắc cũng phải là 10 móc nữa mới đủ tới cái mục top transfer boy nè. Để hôm nay nè, sáng hôm nay nè, mình sẽ lấy luôn cả Cantona nè và lấy luôn cả CR7 nha nè. Hôm nay thì cái bảng CR7 113 và với cái mức rank là 17 mới chính thức về team mình nha nè. Và anh em xem cái video này thì sau cái video này sẽ có một cái video chính thức về bộ đôi Messi và CR7
cùng chung team nha. Sẽ mình sẽ đá 3 trận head to head về cái bộ đôi huyền thoại đương đại này nha nè. Bộ đôi huyền thoại đương đại vào cái một video tiếp theo sau video này. Ok, còn tới 4 móc nữa, 5 móc nữa. 5 móc nữa anh em. Thật sự rất là tốn kém luôn. Những cái móc này thì anh em nếu mà chờ được thì vẫn nhận được điều điều hàng ngày nha. Mỗi ngày nó cho free một cái, cho free 100 cái live stroke này nè. Live stroke. Nhưng mà mình muốn mở nhanh anh em, kiểu mình mở nhanh hơn để làm review cho anh em xem á, thì mình phải chấp nhận tốn một chút anh em. Đó, cứ một móc đi như vậy thì 375. Kiểu mỗi ngày là, nếu mà anh em nhận free thì cứ mỗi ngày là nhận được một móc. Đúng cái kiểu cái game của FIFA là như vậy nè. Có khả năng chờ đợi thì anh nhận được free, còn nếu anh không chờ đợi được thì anh phải bỏ tiền. Đó là cái định luật của game này rồi anh em ơi. Okay, những cái móc quà thì cũng khá ngon anh em. Có con Aqua nè, có con Aqua của Lion nè, Lion chứ, con của câu lạc bộ Lion. Mình đọc Lion là sư tử rồi. What? Đọc lẹo lưỡi thật sự. Đó nè, mình chủ yếu lấy cái top transfer boy này thôi nè, để mở cái móc điểm để lấy Cantona và lấy CR7 nè. Mình quyết định lấy sớm hôm nay vì thật sự không chờ đợi được nữa rồi. Muốn đưa CR7 về sân để chiến đấu anh em ơi. Ok, mình sẽ lấy những cái móc quan trọng trước thôi, còn những cái móc bình thường mình sẽ chọn lấy sau nha, để đỡ mất thời gian của anh em. Ui, cái phần thưởng coi cũng thật sự ít, chỉ có 1,2 triệu. Nhưng mà quan trọng những cái skill boost này nè anh em. Skill boost hôm nay nó cho mở lên tới 35. Không biết theo có được hay không. Nhưng thôi mình cũng không đặt mục tiêu sẽ theo max skill boost lắm anh em. Cứ nhận được những gì có thể thôi. Đặt mục tiêu cao quá thì cái cách mình chơi nó sẽ khó khăn hơn, và đặt cái áp lực lớn hơn cho mình thì cũng không hay anh em. Cứ chơi thoải mái nhất có thể thôi, đúng không? Mình cứ nhận được gì thì mình nhận. Đó là cái mục tiêu của mình. Nhận được thêm những cái photo token này nữa nè anh em. Chút nữa mình cũng sẽ mở cái photo token này để xem nhận được những cầu thủ nào nữa nha. Có mở được một con 112 Autonovic hay không. Cái con hàng thái bảo cũng rất là ảo về quãng đầu á nè, nó chơi đầu rất là ảo. Arnautovic, con hàng người Áo thì phải, cũng từng là một hung thần ở ngoại hạng Anh á nè. Ôi, những cái móc top transfer boy này thật sự rất là nhiều luôn, 3,000. Và chỉ cần nhận mua hai cái gói này thôi là đủ lấy Luis Figo rồi. Ui, thật sự mình cũng đang rất là háo hức và chờ đợi tới ngày nhận Luis Figo nè. Ở ngoài mình cũng rất rất thích Luis Figo nha. Cái bây giờ mình nhận sẽ cái photo token và cái skill boost thôi. Và con Aqua này mình sẽ vào và mở cái bắt photo token thì xem được những cái được may mắn hay không, được những cầu thủ over cao hay không, để còn sắp xếp mà làm review những cái con hàng đó nữa anh. Cái con hàng Arnautovic over 112 á, hàng over rất là cao nha. Ui, anh em thấy cái cuối mùa EA nó cho skill boost rất rất là nhiều luôn, mở rất là đã tay luôn anh. Cái quả thẻ của cái event line này thì anh em thấy sao? Line này thực sự quả thẻ rất là đẹp đó. Anh em thấy cái quả thẻ của con Aqua nha, đẹp thật sự luôn hả. Có những ngôi sao và cái viền vàng lấp lánh cực kỳ rực rỡ luôn anh em. Đó nè, có Frankie Lampard kìa, Uli gì của thằng Trung Quốc nữa. Nhưng mà mình sẽ lấy sau nha, những cầu thủ đó mình sẽ lấy sau. Bây giờ mình sẽ vào cái event for festival này. Mình sẽ vào cái phần transfer window, mình mở cái photo token này nè. Mình có 1,200 thì mình sẽ mở cho anh em xem là sẽ được. Ui, mình còn thiếu rất là nhiều cầu thủ luôn. Golini nè, Givinho nè, những con hàng cũng rất là ấn tượng với móc over nè. Over rất là cao. Akapa gì đó 101, bây giờ kiểu hàng Ford là nhiều. Mùa trước thì mùa over 100 là cao nhất, thì những con hàng tới thời điểm hiện tại thì nhận được hàng 95, 96 là rất là cao rồi. Nhưng mà cái mùa này thì móc over nó mở lên 120 anh em. Cho nên hiện tại EA nó free những con hàng over cao rất là khiếp. Đó anh em, con Arnautovic. Ui, cái tên gì mà dài song sọc, khó đọc thế nhờ. Ok, tiếp tục xem nào. Không được rồi, còn có 800. Xem được những con hàng top hay không. Mình nhắm tới là con Arnautovic nha anh em. Mình nhắm tới con hàng Arnautovic để có một bài review riêng về con hàng.
cũng rất là đẹp anh em. Nhìn cái quả thẻ, cái hình ảnh của nó trong cái event này cũng rất là ngầu nha. Con hàng này, ui, được con Givinho này nè. Givinho, ui, Givinho con này tốc độ khủng khiếp luôn. Con này nổi tiếng về tốc độ nè, dắt bóng nhanh. Và bây giờ EA còn cho thêm cái skill boost speed nữa thì ui, bắt sao được nhỉ. Chắc chắn là con hàng chạy kiểu center luôn rồi nè. Ui, được luôn cả Golini nè anh em ơi, Golini thủ thành của Tottenham. Nhưng mà cái skill boost không ổn lắm, cái skill boost này không ngon, cao 1m94 luôn. Ui, cũng khá ấn tượng. Con hàng đó nếu mà skill boost ngon thì chắc chắn sẽ rất là nhiều người dùng. Over cao mà thể hình đẹp nữa, bắt ở giải ngoại hạng Anh nữa anh em. Hình như là người thứ hai sau Hugo Lloris thì phải, có vị trí thứ hai ở Tottenham. Ui, còn con Tosin và con Arnautovic nữa, hai con xem nè. Ui, Raisby, con Andersen gì, con Andersen của Crystal Palace nữa nè, để xem mở được hay không. Còn ba con xem nè. Ui, Tosin, ui, con này 108 RM, skill boost update cũng ngon quá nè. Ui, cứ lại là flip lap không ổn rồi. Con hàng cao 1m78, con này mà heo tu heo thì chắc chắn mình sẽ review. Nhưng mà cái skill mua flip lap đó thì thật sự khó dùng và mình để sau nha. Nếu có thời gian rảnh mình sẽ làm review con hàng Tosin đó. Ui, skill boost không được rồi, còn có đúng 100 thôi. Chắc con Arnautovic lại lỡ hẹn rồi, ra hay không đây. Quả cuối cùng nào, Arnautovic không được rồi anh em, lại skill boost rồi. Ok, đó là một cái phần tiêu 1200 cái photo token nha. Vừa mở bắt được thôi chứ cái hàng này cũng khó, cái photo token cũng thật sự khó kiếm anh em. Hình như ngày mai là bắt đầu lại có thêm photo token về cái đua Tết 3 ngày anh em. Ok, bây giờ mình sẽ vào và nhận hàng của cái Premier League nè. Premier League nè, để mình nhận cái con Son Rodriguez. Nhận Son Rodriguez và đi luôn cái móc thẳng tới cuối 101 luôn nha. Ui, móc này 5.000 skill boost. Ui, giải ngoại hạng Anh là mình nói từ đầu là mình sẽ đi full cái giải ngoại hạng Anh á nè. Ui, skill boost thật là nhiều luôn, 750, 500 rất là nhiều. Con hàng 109 Seoul này thì có kèm theo 500 điểm cái bản contract anh em. Cái bản contract này nè, Premier League contract. Ok, Chelsea, câu lạc bộ của mình đây rồi. Con hàng này chắc chắn mình sẽ để dùng luôn anh em, bán cũng không được bao nhiêu đâu, cứ để dùng luôn. Vì mình cũng xây một cái team Chelsea để ngắm cho đẹp mà. Ok, bây giờ mình sẽ đi tới cái móc cuối nha, nhận con hàng 101, không biết có đủ điểm hay không. Nếu mà vẫn chưa thì cứ đợi thôi, mình nhắm tới cái móc 101 cuối cùng rồi nè. Mở được những con hàng ngon hay không thì, mà hình như những con hàng này bây giờ giá nó cũng rất là thấp rồi nè. Giá nó cũng hiện đang rất là thấp rồi. Lúc trước con Yuma 109 có giá hơn 100 triệu đó, nhưng bây giờ mình nghĩ cái giá nó rất là thấp rồi. Ui, hình như không đủ anh em ơi, còn có 7.400 à. Móc này 2.600, móc cuối 5.500, không đủ rồi. Ok, cái này mình sẽ để qua ngày mai nha. Ngày mai mình lại mở cái móc cuối này. Móc này thì được 200 cái contract nữa nè. Bây giờ đủ điểm để lấy Varane rồi nè. Ok, mình nhận luôn Varane nha. Nhận Varane 109 thì mình được thêm một cái 100 điểm ultimate nữa nè. 100 điểm cái ultimate này, thì cái ultimate này đổi một con 113 thì 500 điểm nha. Giờ hiện tại hình như mình có 400 điểm rồi thì phải. Xem nè. Ui, con Varane đẹp quá. Đây, 400 điểm đúng rồi. Mình mới được có 400 điểm thôi. Bộ chỉ số con Varane. Con này thì mình cũng review rất là lâu rồi nè. Mình review nó cái thời điểm nó hình như 27 triệu thì phải. Mà giờ chắc rất là rẻ rồi đúng không? Ok, nhân vật chính của chúng ta của cái video này, Eric Cantona. Vua Eric nha nè. Vua Eric. Nhưng mà tiếc cái là mình xem qua cái chỉ số của ông Cantona này rồi thì không có cái skill move heel to heel anh em. Thể hình tất cả các thứ rất là đẹp luôn. Ui, 104 thể hình làm mặt rất là đẹp luôn, skill boost cũng đẹp luôn. Nhưng mà tiếc cái chỉ số khủng lắm anh em, chỉ số rất là đẹp luôn. Mà chắc chắn mình cũng sẽ có một bài review về Eric Cantona nha anh em. Dù cái skill move không được ổn nhưng chắc chắn mình cũng sẽ làm bài review về con hàng đó.
Ủa, bây giờ nhân vật chính của chúng ta huyền thoại đương đại CR7 nha. Hôm qua thì đã review rồi nhưng hôm nay mình mới chính thức nhận được nè. Hôm nay mình chính thức nhận được bản CR7 113 và móc RAN 17. Chủ yếu là cái RAN anh em, bây giờ mà nếu mà chuyển về cái RAN thật sự khủng khiếp lắm. Ui, nhìn thật sự thích luôn. Ok, bây giờ mình sẽ về và ship ngay vào cái đội hình chính của mình thôi. Thật sự tuyệt vời và cho Lukaku ngồi dự bị được rồi anh em ạ. Khi nhận được CR7 rồi chắc chắn Lukaku sẽ dự bị nha. Ok, vào cái team của mình xem nè. Cho Lukaku dự bị. Lukaku 112 rồi đó nè. Nhưng mà cũng không vượt qua được CR7. Chắc chắn rồi, chắc chắn sẽ như vậy rồi. Quá đẹp, đội hình hiện tại như vậy. Nếu mình up hết cái chỗ skill boost kia lên thì chắc chắn được 210 rồi đó anh em. Nhưng mà mình cũng chưa vội đâu. Và với lại cơ suất coin kia cũng không có đủ, 17 triệu coin thì không đủ. Mình đang treo Messi ở chợ nè. Ok, mình sẽ đợi Messi về là và làm một bài review cả hai huyền thoại chung một bài review nha anh em. Để chờ đợi những pha kiến tạo từ Messi và những pha dứt điểm của Ronaldo sẽ như thế nào nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem cái video mở bắt tới đây nha. Anh em nào vẫn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và chờ cái video mới nhất của hai huyền thoại này nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em nha.